Xin trân trọng kính chào quý tổ tế Chúa, quý con cái Chúa xa gần đã chuẩn bị lòng mình và hiện diện trong đền thánh của Chúa tối nay để dự lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó năm 2023. Chương trình được tổ chức với chủ đề Chúa gánh tội cho loài người. Chủ lễ mục sư Võ Đông Thu, quản nhiệm hội thánh, và diễn giả của chương trình mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, phó tổng thủ quỹ Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam. Kính thưa hội thánh, Giáng sinh là lễ lớn của Cơ Đốc giáo, là cơ hội để hội thánh truyền giảng, nhưng Giáng sinh cũng là cơ hội cho các nhà kinh doanh gia tăng lợi nhuận. Phục sinh tuy không lớn như vậy, nhưng phục sinh cũng là một cơ hội khác. Tuy vậy, lễ thương khó mới thật là lễ trọng thể chỉ dành riêng cho con cái của Chúa. Là lễ mà thế gian không hiểu được, thế gian không chạm đến được. Làm sao thế gian tội lỗi hiểu được đỉnh điểm của tình yêu, của sự tha thứ của Thượng Đế với con loài người lại ở nơi thời khắc đen tối, bi thương nhất trong lịch sử của nhân loại. Tại sao sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá, sự thống khổ của Ngài lại là chiến thắng quan trọng nhất của đấng tạo hóa trong chương trình cứu chuộc của Ngài? Kính thưa hội thánh, vì thế gian không hiểu được, nhưng cảm tạ Chúa đã tỏ sự mầu nhiệm lớn này trong mỗi chúng ta, cứu chúng ta khỏi sự tâm tối của thế gian, và Ngài lấy tình yêu của Ngài soi rọi vào trong lòng của chúng ta. Tối hôm nay, chúng ta hãy hạ mình xuống yên lặng mà làm nên một lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó riêng cho mỗi chúng ta trong sự động chạm với tình yêu lớn của Đức Chúa Trời trên cây thập giá. Giờ này xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Kính mời mục sư chủ lễ lên máy vi âm cầu nguyện khai lễ. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy ba ngôi Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên cả vũ trụ bao la hùng vĩ này. Ngài đã dựng nên loài người chúng con một cách tốt đẹp. Loài người đã phạm tội, hư mất, xa cách mặt Chúa,
và bởi lòng thương xót cả thể của Ngài, Ngài đã ban Chúa Giêsu con một yêu dấu của Ngài giáng thế làm người, thi hành chức vụ và cuối cùng vì có tội lỗi của cả nhân loại, trong đó có chúng con. Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng để mua chuộc chúng con trở nên con dân của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Chúa về tất cả những điều tốt lành Chúa đã làm cho chúng con. Bởi lòng tin cậy nơi Chúa Giêsu, chúng con được Chúa tha thứ tội lỗi, được làm con của Ngài, được hưởng sự sống đời đời mà chính Ngài dành cho chúng con, những con người không ra gì. Cảm ơn Chúa, bởi lòng thương xót đó Ngài đã mua chuộc chúng con và chúng con đã được đứng ở trong nhà của Chúa để thờ phượng Ngài, để hầu việc Ngài, để làm rạng danh Chúa. Những ngày mà chúng con sống trên đất, chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Trong Chúa Giêsu Christ, Ngài đã đổ phước xuống cho chúng con đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Chúng con tạ ơn Chúa vô cùng. Buổi tối hôm nay, Hội Thánh của Chúa trên khắp đất nước Việt Nam chúng con cùng nhau kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu đã vì chúng con mà Ngài đã chịu tất cả những khổ nạn, Ngài chịu đau đớn, chịu đòn vọt, chịu tất cả mọi sự vì cớ chúng con, để cho bởi sự khổ nạn của Chúa, sự chết của Chúa, chúng con được tha thứ tội lỗi, được làm con của Ngài. Chúng con được Ngài gánh hết tất cả mọi sự, và bởi lần đòn của Chúa Giêsu chúng con được lành bệnh. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con đến với Chúa, chúng con kính dâng thì giờ trọng thể này ở trong tay của Chúa. Nguyện Đức Chúa Trời thăm viếng mỗi lòng của chúng con, xin cắt ra khỏi chúng con những yếu đuối, những lầm lỗi, và ban phước hạnh của Ngài trên chúng con cả thì giờ trọng thể tối hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho anh em con, anh Quang Nguyễn Chí Cường được ơn của Chúa để hướng dẫn Hội Thánh của Chúa bước vào thì giờ thờ phượng Chúa một cách phải lẽ đẹp lòng Chúa, để ai nấy chúng con đều ra mắt Chúa, thờ phượng Ngài, suy tôn chúc tụng danh của Ngài với cả tấm lòng biết ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn cho tất cả các anh chị em chúng con, những người góp phần trong chương trình ca ngợi Chúa. Mỗi chúng con miệng hát lòng hoạ ngợi khen Chúa để bày tỏ lòng biết ơn Ngài vì cớ tình yêu quá đổi lớn lao của Chúa dành cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn cho tất cả những tiết mục trong chương trình đều được đẹp lòng Chúa. Ngài ban ơn cho tất cả các anh em chúng con trong khi điều khiển chương trình, trong khi lo âm thanh, ánh sáng và tất cả những gì cần thiết để cho chương trình diễn ra một cách tốt đẹp, vinh hiển danh Chúa. Xin Chúa đặc biệt ban ơn cho tôi tớ của Chúa, mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, phó tổng thủ quỹ Tổng Liên Hội, được đầy ơn của Chúa trong khi rao ra lời của Ngài, hầu cho lời của Ngài đụng đến lòng của từng con dân của Chúa. Ai nấy đều được gây dựng, được khích lệ để có thể sống tận hiến cho Ngài vì lòng biết ơn Ngài. Và cha ơi, có những anh chị em thân hữu nào đang có mặt tại đây, chúng con cũng cầu xin Chúa ban ơn để anh em con nhận biết tình yêu thương lớn lao mà Chúa dành cho cả loài người, trong đó có anh em con, và họ có thể đến với Ngài để nhận được sự cứu rỗi. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con phó dâng tất cả thì giờ còn lại ở trong tay của Chúa. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con hết thảy. Chúng con cảm ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Trân trọng kính mời quý đầy tớ của Chúa, quý con cái Chúa an toàn. Thay cho ban trị sự chấp sự Hội Thánh, xin có lời hoan nghênh tất cả quý đầy tớ của Chúa, quý con cái của Chúa. Đặc biệt là tối hôm nay có mục sư Nguyễn Ngọc Thuận đã nhận lời mời của Hội Thánh đến đây thăm viếng Hội Thánh và có lời Chúa cho Hội Thánh chúng ta trong buổi tối hôm nay. Xin Chúa ban ơn trên ông, được ơn quyền của Chúa Thánh Linh để rao ra lời của Ngài. Xin chào hết thảy tất cả quý con cái của Chúa, và có những anh chị em thân hữu nào có mặt ở trong ngôi thánh đường này, chúng tôi cũng xin hoan nghênh và trân trọng tất cả quý vị đã đến trong chương trình tối hôm nay. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho anh chị em để trong thời giờ chúng ta kỷ niệm sự thương khó Chúa Giêsu, chúng ta nhận được phước hạnh từ nơi Chúa bởi vì Chúa yêu chúng ta vô cùng. Cầu xin Chúa ban phước cho tất cả các anh chị em trong sự góp phần và chương trình, được ơn của Chúa. Xin Chúa hành động, dâng lên Chúa lời cảm tạ biết ơn Ngài, muốn thật hết lòng. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc,
ai theo đường đấy cũng ban đầu phước hạnh. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, được sống trong mối tương giao với Chúa. Vì bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, con người bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Từ đó tội lỗi lan tràn, loài người như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Ở dưới sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, hư mất đời đời. Đức Chúa Trời công bình, tội lỗi phải bị hình phạt, tội nhân phải bị hư mất đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương, không muốn một ai bị hư mất, Ngài muốn mọi người được cứu rỗi. Đâu là giải pháp để thỏa mãn đức công chính và yêu thương? Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Ngài giáng sinh để chịu thập hình, Ngài đến để chịu chết thay cho con người. Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Ngài, chúng ta được lành bệnh. Kính thưa Hội Thánh, đã hơn 2.000 năm trôi qua, khi tất cả mọi sự đã chìm vào quên lãng, thì tình yêu và sự hy sinh cao cả của Cứu Chúa vẫn còn được nhắc mãi. Đêm nay, chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Cứu Chúa Giê-xu, ngôi hai Chúa Trời đã không nắm giữ địa vị cao cả của Ngài, nhưng vui lòng đến với nhân gian tội lỗi, gánh chịu hình phạt, chết thế cho người. Làm sao có thể hiểu thấu những đớn đau mà Ngài đã trải qua khi bước trên con đường thập tự? Làm sao có thể hiểu thấu nỗi cô đơn cùng cực của Cứu Chúa Giê-xu khi mà các môn đệ thân yêu lánh xa, trốn chạy, phản bội, và ngay cả Đức Chúa Cha cũng đã ngoảnh mặt với Ngài trong giờ phút đau thương? Vì sao Cứu Chúa phải trải qua tất cả những nỗi đau ấy? Vì sao Cứu Chúa đã bằng lòng hy sinh chết thế con người? Chính là vì tình yêu thương đối với con người lạc loài hư mất, ngôi hai Chúa Trời đã đến với con người. Ngài đến để chịu án chết thay cho con người. Trên thập tự giá, Ngài đã chịu treo thân mình để gánh tội lỗi của con người. Dòng huyết của Ngài đã đổ ra để xóa hết những ác uế trong chúng ta. Ngài gánh tội thay chúng ta. Ngài chịu mọi đớn đau vì yêu thương chúng ta. Tình yêu Chúa tuyệt vời, chẳng chi so bằng. Vì yêu thương chúng ta, Ngài đã không tiếc chính sự sống của Ngài. Chúa đã đến chịu chết và treo trên đồi. Huyết của Chúa đã đổ để gánh tội thay chúng ta. Xóa hết những ác uế Ngài chữa lành cho bao người. Làm soi Ngài chịu đớn đau vì ta.
Cho Ngài uống rượu hòa với mọt đắng, nhưng khi đã nếm thì Ngài không uống. Sau khi đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá, chúng bắt thăm chia nhau áo phục của Ngài. Những kẻ đi qua đều chế giễu, lắc đầu. Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài. Hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài. Từ giữa trưa đến 3 giờ chiều, bóng tối bao trùm khắp đất. Khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lama sabachthani. Đức Chúa Trời của con, Đức Chúa Trời của con, sao Ngài lìa bỏ con? Nỗi thống khổ lớn nhất mà Cứu Chúa phải chịu khi bằng lòng gánh tội lỗi thay cho con người chính là bị Đức Chúa Cha lìa bỏ, cô đơn, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Đêm nay, trong yên lặng của tâm hồn, chúng ta hãy suy niệm tình yêu lớn lao của Chúa, nhớ về ngọn đồi Gô-gô-tha năm xưa, nơi Chúa đã hy sinh gánh tội cho chúng ta. Nhớ về đồi Gô-gô-tha năm xưa không phải để đau thương than khóc, nhưng nhớ về Gô-gô-tha để cảm biết tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, và để nhắc nhở chính mình sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Trời của dân là nơi gió nhẹ
khi Chúa Giêsu phát cái trọc từng thiên đồi Golgotha để chỉ đóng đinh, bọn lính La Mã bảo tàng kia đã dùng những chiếc roi da phía trên đầu có đính những chiếc móc sắt quất xuống thân Ngài. Những ngọn roi vô tình tàn nhẫn đã lấy đi một phần thịt da của Ngài, khiến máu tươm ra, đớn đau không tả xiết. Vì sao cứu Chúa phải chịu đòn roi đau đớn ấy? Thánh Kinh chép: Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, lại nhân những lành đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Chúa đã gánh hết đớn đau bệnh tật hôm nay tại nơi thập giá, cứu Chúa chết thay tội tôi. Ngài tan nát đổ huyết chết thay tội nhân. Chúa đến đem hy vọng cho loài người đau thương khốn khó. Giê-xu gánh thay để tôi được bình an, vì lằn roi Chúa chữa lành tôi. Lằn roi Chúa đã chữa lành. Chúa, Chúa,
Ngài cơn đi mọi khổ đau, những nhân gian chỉ cho rằng Chúa mang nhục hình đắng cay cô đơn bởi Jehovah. Tại nơi thập giá cơ Chúa trên thay tôi Ngài tan nát đô huyên trên thay tôi nhân. Chúa đến đem hy vọng cho lòng này, đau thương khôn khó Giê-xu cánh thay để tôi bình an. Thương vì vua tôi thân hình đẫm máu, con trời nay chết thế sao? Hình ảnh cứu Chúa Giê-xu với thân hình đẫm máu treo thân trên thập tự giữa đất trời có còn khiến lòng chúng ta xúc động chăng? Gẫm suy đời xóm tôi đáng giá bao nhiêu mà con trời đã phải trả giá, phải hy sinh chính thân Ngài để chuộc mua tôi lại. Trước tình yêu lớn lao của cứu Chúa, chúng ta sẽ đồng ý với tác giả thánh ca "Bây giờ tôi tin rằng tuy lệ tuôn vơi, tôi nào trả nổi bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa, tôi dâng cả tất sanh tôi, thay thảy dâng cứu Chúa thôi." Giờ này xin kính mời hội thánh cùng hát thánh ca 102 "Bây giờ tôi tin". Thương vì vua tôi thân hình đẫm máu, con trời nay chết thế sao? Ngẫm tâm thân tôi đáng ra con sâu, Chúa phải dâng thánh thú sao? Bây giờ tôi tin, tin thật quá quyết, Chúa tạo ra. Bây giờ tôi tin,
chiên con, bưu hết con dài, à thấy tội Chúa xóa hồi. Xin kính mời hội thánh đồng đứng. Giờ này chúng ta cùng đọc câu kinh thánh được chép ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 6 là câu gốc của chương trình tối hôm nay. Xin chúng ta cùng đọc. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Kính thưa hội thánh, đây là câu kinh thánh mà tôi tới Chúa sẽ nương trên để giảng giải lời kinh thánh qua đề tài Chúa gánh tội cho loài người. Giờ này chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Xin kính mời mục sư diễn giả lên cầu nguyện và giảng dạy lời Chúa. Xin kính mời mục sư. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo hóa, tạo dựng nên loài người chúng con, ban cho loài người chúng con một nơi phước hạnh. Nhưng tổ phụ loài người chúng con đã không vâng theo sự chỉ dạy của Chúa, đã phạm tội với Ngài, đã nghe lời theo Sa-tan, và cuối cùng đưa cả dòng giống loài người vào trong tội lỗi. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đáng yêu thương chúng con. Ngài không muốn cho người nào chết mất, nhưng muốn mọi người ăn năn để tin nhận Chúa, để hưởng được ơn cứu rỗi của Ngài. Vì vậy, Chúa đã cho chúng con một phương pháp cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và đến trần gian. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, từ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa ơi, chúng con cảm biết Chúa yêu thương chúng con đến nỗi Chúa phải chịu chết thay cho chúng con. Vì vậy, tối hôm nay khi chúng con cùng nhau kỷ niệm sự thương khó của Chúa, xin Chúa Ngài đến với từng tâm lòng của chúng con, cảm động lòng chúng con khi nhớ đến nơi vườn Gethsemane, nhớ đến đồi Gô-gô-tha, nhớ đến những lần roi, lần đòn của Chúa, nhớ đến những lúc Chúa thì treo thân trên thập tự. Chúa ơi, tất cả mọi vì chúng con, xin Chúa thương xót, tha thứ những yếu đuối, bất toàn của chúng con, để trong giờ phút này không phải chúng con chỉ làm lễ kỷ niệm, nhưng mà chúng con nhớ đến Chúa, và không phải chỉ ghi nhớ trong trí chúng con, nhưng trong lòng chúng con. Lòng chúng con biết ơn Chúa, để chúng con sống xứng đáng cho Chúa, để chúng con không làm điều gì Chúa buồn. Con cảm ơn Chúa. Trong giờ phút này chúng con cùng nhau học lời Chúa. Xin Chúa ở cùng chúng con, ban phước cho chính mình con có ơn của Ngài, để chia sẻ lời Chúa cho hội thánh của Chúa. Và Chúa ban cho mỗi người chúng con nhận được lời của Chúa, thấy được tình yêu của Chúa đối với chúng con, để rồi chúng con biết sống cho Chúa hết lòng. Con cảm ơn Chúa. Chúng con kính dâng mọi sự trong tay Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh ngồi. Kính thưa mục sư quản nhiệm, ban sự chấp sự và toàn thể con cái của Chúa, hôm nay chúng ta cùng nhau kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu với chủ đề Chúa gánh tội cho loài người. Chúa Giêsu phải chịu thương khó, phải chịu đau đớn, phải chịu chết trên cây thập tự giá. Và chết trên thập tự giá là một hình phạt rất là nhục nhã, rất là đớn đau. Nhưng Chúa sẵn sàng để chịu những lần roi, để chịu những mũi đinh, để chịu sự sỉ nhục. Có nhiều người hỏi rằng, tại sao Chúa lại phải chịu thương khó, phải chịu chết trên thập tự giá đau đớn như vậy? Bởi vì Ngài có quyền, Ngài dựng nên con người, Ngài có quyền hình phạt, Ngài có quyền tha thứ. Có nhiều quan điểm sai lầm
nói về sự chết của Chúa Giêsu. Thứ nhất, nó rằng người ta cho rằng Chúa Giêsu chết, Chúa Giêsu chịu chết vì lý do chính trị. Bởi vì Chúa Giêsu đã từng tuyên bố Ngài là vua, như trong Tin Lành Giăng đoạn 18 câu 33 đến câu 37. Khi Phi-lát hỏi rằng: "Ngươi có phải là vua dân Giu-đa không?" Chúa Giêsu nói rằng: "Thật như lời, ta là vua." Vì vậy người ta nói rằng bởi vì Chúa nói rằng Ngài là vua, tức Ngài là một nhà cách mạng để muốn lật đổ chế độ của La Mã đang cai trị. Vì vậy người La Mã giết Ngài để bảo vệ chiếc ngai vàng của Caesar. Có người nói rằng Ngài chết vì lý do kinh tế. Bởi vì Kinh Thánh ghi lại rằng khi Chúa vào thành Jerusalem, Chúa đi tới đền thờ, Chúa liếc xem và Chúa thấy người ta buôn bán ở đó. Cho nên Chúa đã đuổi những kẻ buôn bán ở đó đi, lật đổ bàn của những kẻ đổ bạc, ghế của những người bán bồ câu, và ngăn cấm người ta không được đem buôn bán trong đền thờ. Việc chấm dứt buôn bán trong nhà thờ nên ảnh hưởng đến kinh tế của các nhà lãnh đạo Do Thái. Bởi vậy cho nên họ rất là bực tức và họ tìm cách để giết Ngài, như trong Mác đoạn 11 câu 15 đến câu thứ 18. Rồi thứ ba, họ nói rằng Chúa Giêsu bị đau khổ, bị chết vì lý do tôn giáo. Bởi vì khi giảng dạy, Ngài luôn luôn trách cứ và lên án những người Pharisee, những thầy thông giáo, như trong sách Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 1 đến câu 33. Chúa nói họ như là mồ mả tô trắng bề ngoài nhưng bên trong đầy xác chết. Bởi vậy cho nên họ phải tìm mưu kế để giết Chúa. Đó là những lý luận của con người, nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta lời xác nhận cách rõ ràng. Chúa Giêsu đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi của Ngài chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thải tội lỗi chúng ta đều chất trên Người. Kinh Thánh xác định một cách rõ ràng, chúng ta giống như là con chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường riêng của mình và làm biết bao nhiêu điều tội lỗi. Đức Chúa Trời đã làm cho hết thải tội lỗi của chúng ta đều chất trên Chúa. Và đó là lý do xác đáng nhất để trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời đối với loài người hư mất. Điểm thứ nhất chúng ta suy nghĩ là cái thực trạng tội lỗi của nhân loại. Từ khi Adam và Eva được Chúa dựng nên, được sống trong vườn Ê-đen phước hạnh, được tương giao với Đức Chúa Trời, Chúa đã cấm họ không được ăn trái cây giữa vườn là cây biết điều thiện và điều ác. Và Chúa tuyên bố rằng nếu một mai các ngươi ăn thì chắc sẽ chết. Đức Chúa Trời cho họ ăn tất cả mọi thứ cây trong vườn, nhưng cây biết điều thiện và điều ác thì Chúa bảo đừng có ăn đến. Một mai các ngươi ăn thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng Adam và Eva không nghe lời Chúa, không vâng lời Chúa. Và khi Satan đến để cám dỗ, nó nói rằng các ngươi không có chết đâu, nhưng nếu các ngươi ăn cái trái cây đó thì các ngươi mắt sẽ mở ra, rồi sẽ được đầy sự khôn ngoan và thậm chí là bằng Đức Chúa Trời nữa. Và từ đó tội lỗi đã vào trong thế gian, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, trong Roma đoạn 5 câu thứ 19. Vì vậy cho nên mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người, tức là tất cả mọi người trên thế gian này đều là tội nhân. Ngày xưa Khổng Mạnh cũng nói rằng nhân nhân giai hữu tội, có nghĩa là người người đều có tội. Và hoạch tội ơ thiên thì vô sửa đảo giả, nghĩa là đã đặng tội với trời thì không còn có nơi nào để cầu đạo nếu không đến với trời. Kinh Thánh mô tả là cái danh sách tội lỗi thật là khủng khiếp. Nếu như tất cả những điều này mà đè đổ trên một con người nào đó thì có lẽ ai chịu cho nổi, vì họ đầy dẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét,
giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mắt, dèm chê, chẳng tin kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Giờ họ biết những mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm những tội dường ấy là đáng chết. Thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Như trong Roma đoạn 1 câu 29 cho đến câu 32. Rồi sứ đồ Phaolô ở trong Galati đoạn 5 câu 19-21 thì đã bổ sung thêm vào những cái danh sách tội này, đó là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chỉ chừng vài ba tội mà đổ lên trong một đời một người thì có lẽ chúng ta chịu không nổi đâu. Nhưng mà cái danh sách tội này, tội lỗi này nó còn nhiều nữa, biết bao nhiêu tội ác. Nhưng mà chúng ta thấy rằng con người không thể nào thoát được cái tội đó. Không thể ăn chay ép xác, không thể đi tu, không thể làm bất cứ điều gì, làm những công đức để có thể thoát khỏi tội. Bởi vì càng làm những điều công đức thì là càng thấy rằng mình càng phạm tội nhiều hơn. Cái hậu quả của tội lỗi mà Kinh Thánh cho chúng ta biết đó là sự chết. Sự chết nó có ba phần. Thứ nhất là chết tâm linh, có nghĩa là không thể tương giao với Đức Chúa Trời. Thứ hai là chết thể xác, bởi vì Kinh Thánh nói rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi bị đoán xét. Bị đoán xét tức là bị ném vào trong hồ lửa đời đời, và Kinh Thánh nói rằng đó là sự chết thứ hai. Vì vậy chúng ta thấy rằng thực trạng của loài người như vậy, hậu quả của tội lỗi là như thế, cho nên con người tuyệt vọng, muốn đi tìm một cái phương cách nào đó để giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng mà càng tìm phương cách để mà giải thoát thì lại càng thấy rằng mình bị lún sâu vào ở trong tội lỗi, giống như một người bị rơi xuống một cái đầm lầy, cố gắng vùng vẫy để đưa mình lên khỏi cái vùng lầy đó, nhưng mà rồi thì càng vùng vẫy thì càng bị lún sâu xuống. Nếu có người nào đó thương tình đưa tay ra để kéo mình, đưa một cái cây hay cái vật gì đó, cái dây gì đó để kéo mình lên, thì mới mong có thể ra khỏi cái vũng bùn đó. Vũng bùn tội lỗi đầy dẫy trên khắp cả thế gian này, và toàn thể nhân loại đang chìm đắm ở trong biển tội đó, không có một phương cách nào để giải thoát. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, con người đã chống nghịch Đức Chúa Trời, đi sai đường lối. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không muốn cho họ chết, Đức Chúa Trời muốn cứu họ. Vì vậy Ngài phải có một cái phương cách, một cái chương trình để cứu loài người. Dĩ nhiên Ngài có thể tha thứ cho con người vì Ngài có quyền mà. Nhưng mà chúng ta biết rõ về cái mỹ đức của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, để chúng ta thấy được trong Ngài nó được thể hiện như thế nào. Thứ nhất là Đức Thánh Khiết. Kinh Thánh chép rằng Đức Giê-hô-va phán: vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh nên các ngươi phải nên thánh. Lê-vi-ký đoạn 11 câu 44. Chúa là đấng thánh khiết, trong sáng, trong sạch, mà con người là tội nhân, là bất khiết, là ô uế, nên con người không thể đến cùng Ngài được. Con người có muốn kêu cầu nhưng mà không thể kêu cầu được, bởi vì tội lỗi, ô uế không thể nào đối diện với Đức Chúa Trời. Khi Adam và Eva chưa phạm tội thì bản chất của họ là thánh khiết khi họ mới được dựng nên. Nhân chi sơ tính bổn thiện. Nhưng mà có thể họ có thể giao thông, họ có thể nói chuyện với Đức Chúa Trời hàng ngày. Nhưng sau khi phạm tội, họ bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, và Đức Chúa Trời sai một thiên cherubim đã cầm lưỡi gươm sáng loà không cho họ bước vào trong vườn Ê-đen nữa, và họ không còn tương giao với Đức Chúa Trời như trước. Và thần học gọi đây là sự chết về tâm linh.
con người không thể nào đến gần Đức Chúa Trời. Cho nên con người dù có muốn đến với Đức Chúa Trời cũng không thể được. Dù con người có lúc muốn kêu cầu, muốn đến với Đức Chúa Trời, nhưng giữa Đức Chúa Trời và con người có một vực sâu ngăn cách, đó là tội lỗi. Lời Chúa trong Ê-sai đoạn 59 câu 1 câu 2 chép rằng: Này tai Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Sự thánh khiết Đức Chúa Trời đối nghịch với bản chất tội lỗi của con người khi con người phạm tội. Đó là mỹ đức về thánh khiết. Thứ hai là đức công bình. Đức Chúa Trời là đấng công bình. Kinh Thánh chép rằng vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình. Thì công bình của Đức Chúa Trời không phải như sự công bình của thế gian. Thế gian nói rằng người này công bình, người khác công bình. Nhưng mà Chúa nói rằng sự công bình các ngươi giống như là chiếc áo nhớp trước mặt Đức Chúa Trời. Nghĩa là cái chữ áo nhớp này trong nguyên văn có nghĩa như là một chiếc áo mà dính đầy mũ và máu. Cho nên con người không thể nào gọi là công bình. Đức Chúa Trời là công bình, cho nên Chúa luôn luôn có một cái luật công bình. Cái luật của Chúa đó là gì? Tiền công của tội lỗi là sự chết. Tiền công của tội lỗi là sự chết, đó là luật của Chúa. Mà xem xét lại toàn thể loài người thì tất cả mọi người đều phạm tội, như trong Roma đoạn 3 câu 23. Cho nên mọi người đều chiếu theo cái luật công bình Đức Chúa Trời thì phải chết hết. Không có người nào sống sót được. Tất cả đều phải xô xuống hồ lửa để mà chịu chết đời đời ở đó. Nhưng cảm ơn Chúa, bởi vì trong Ngài còn có đức yêu thương. Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Kinh Thánh chép rằng ai chẳng yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Không phải Đức Chúa Trời có sự yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời chính là sự yêu thương. Có người nói nếu Chúa mà yêu thương thì Ngài chỉ cần tha thứ cho loài người một lần đủ cả, chứ cần gì Ngài phải chịu chết hy sinh như thế. Nếu Ngài tha thứ cho con người khi họ vi phạm luật công bình thì Ngài không thể là đấng công bình, bởi vì Ngài là đấng đức công bình và Ngài có luật công bình của Ngài. Sự công bình và sự yêu thương của Đức Chúa Trời giống như là một cái đồng tiền hai mặt. Một bên là công bình, một bên là yêu thương. Cho nên muốn cứu con người, Đức Chúa Trời phải đưa con người đến gần Ngài. Đó là phải có một cái giải pháp hoàn hảo, có thể thỏa đáng cả cái mặt công bình lẫn mặt yêu thương. Vì vậy Chúa muốn rằng Chúa phải thực hiện cái chương trình đó. Mà có lẽ rằng trong thế giới này không ai suy nghĩ được điều đó, không thấy rõ cái mầu nhiệm của tin lành là chỗ đó. Bởi vì họ không biết được rằng Chúa phải đến trần gian vì yêu thương. Ngài phải chịu gánh tội lỗi chúng ta để thỏa mãn đức công bình của Đức Chúa Trời vì cớ yêu thương. Cho nên Kinh Thánh chép rằng lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã tỏ ra trong điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Câu Kinh Thánh này nói lên tất cả được tình yêu của Chúa và cả cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Làm Đức Chúa Trời luôn luôn tỏ ra trong điều này, đó là Ngài sai Con Ngài đến thế gian. Như câu Kinh Thánh mà chúng ta thường đọc, đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Ban Con một của Ngài để làm gì? Để làm một cái của lễ để chuộc tội chúng ta, hy sinh cho chúng ta, để rồi chúng ta tin nhận Ngài thì chúng ta mới được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Để thực hiện cái chương trình mầu nhiệm này, Đức Chúa Trời phải có một kế hoạch từ trước. Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến trần gian, như trong Philip đoạn 2 câu 5 đến câu thứ 11
mô tả về Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã trở thành người, đã hy sinh cho con người chúng ta. Và khi Chúa Giêsu ở trần gian, Ngài từng nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ hy sinh mạng sống Ngài để làm giá chuộc cho nhiều người, trong Tin Lành Mác đoạn 10 câu 45. Và khi Chúa Giêsu nói đến rằng Chúa hy sinh chính thân thể của Ngài để làm một cái của lễ chuộc tội, tức là Chúa Giêsu nói đến cái nguyên tắc thay thế để mà có thể đem lại sự cứu rỗi cho con người chúng ta. Trong Cựu Ước, khi một thầy tế lễ đặt tay trên đầu một con thú với một ý nghĩa về sự hoán đổi, để kể rằng cái tội của phạm nhân sẽ đổ ra cho con thú và giết con thú đó, lấy huyết để rải trên chung quanh bàn thờ. Và khi huyết của con thú được rải chung quanh bàn thờ thì họ hiểu rằng theo một cách nào đó tượng trưng cho việc tội lỗi của người đó được cắt đi. Cho nên Kinh Thánh nói rằng không có sự đổ huyết thì không có sự tha thứ. Có sự đổ huyết tức là phải có một cái của lễ để mà có thể thay thế. Bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài ban con Ngài là Chúa Giêsu đến chết thế cho chúng ta. Ngài đổi cái mạng sống của Ngài thay thế cho mạng sống của chúng ta. Ngài chết để cho chúng ta được tha tội, gánh tội chúng ta để chúng ta được sạch tội. Và Chúa sẵn sàng hy sinh để cho chúng ta được sự sống dư dật, sự sống đời đời ở trong nước của Chúa. Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho hết thải tội lỗi chúng ta đều chất trên người. Trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu với các môn đồ đi cầu nguyện. Các môn đồ thì không ở với Chúa hết, ngay cả ba thân môn đồ thân cận nhất là Phi-rơ, Giang và Gia-cơ cũng không có cùng Chúa để cầu nguyện. Nhưng mà Chúa đã cầu nguyện điều gì? Trong cái cơn đau thương đó, Chúa đã cầu nguyện và Chúa nói rằng: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, dầu vậy không theo ý con mà theo ý Cha. Mà sự cầu nguyện của Chúa là tha thiết, hết lòng, hết sức, đến nỗi mồ hôi nó nhỏ xuống nữa như một giọt huyết rơi xuống đất. Cái chén đau thương mà Chúa Giêsu chịu đó là gì? Dĩ nhiên với một cái sự nhân tính mà Chúa Giêsu mang thì cũng chịu đau đớn khi những lần roi, khi những cái mũi đinh, khi những cái mũi giáo đâm vào trong Ngài, khi Ngài chịu đóng đinh, một hình phạt khủng khiếp đó, thì Chúa cũng đau khổ chứ không phải là không. Mọi người nói rằng Chúa có quyền phép cho nên Chúa không phải đau. Thật sự Chúa đau lắm chứ, vì Chúa mang cái thân thể con người mà. Chúa cũng đau, Chúa cũng buồn, Chúa cũng ăn uống, Chúa cũng buồn giận, hay là Chúa cũng có khi Ngài cũng đã có những cái lúc mà Ngài cũng phải đối diện với những cái sự khó khăn, vì Ngài mang cái nhân tính của người. Nhưng trong Ngài có thần tính, cho nên gọi Chúa là đấng thần nhân. Vì vậy cái điều mà quan trọng nhất mà Chúa coi rằng đó là khủng khiếp nhất, đó là đấng thần, đấng vô tội mà bây giờ phải gánh tội. Đức Chúa Trời thánh khiết bây giờ phải mang lấy tất cả tội lỗi con người chúng ta. Cái danh sách tội lỗi mà tôi đọc lúc đầu cho quý ông bà chị em nó nghe, cả một cái dải dài như vậy đó, mà tất cả đều chất trên Chúa Giêsu. Chúa gánh cái tội cho chúng ta, bao nhiêu tội cả nhân loại đều chất trên Chúa Giêsu. Cho nên Chúa thấy khủng khiếp lắm, cho nên Chúa cầu nguyện: Xin Cha, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, dầu vậy không theo ý con nhưng mà theo ý Cha. Chương trình của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu phải chịu gánh tội thay cho con người. Cho nên Chúa Giêsu sẵn sàng vân phục, bước đi con trên con đường vân phục, gánh tội cho con người, chịu chết và chết một cách sỉ nhục ở trên thập tự giá. Vì vậy Chúa Giêsu đã được dân Báp-tít giới thiệu cho dân chúng rằng: Này, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, cất tội lỗi của thế gian đi. Chúa đến để gánh tội thay cho toàn thể nhân loại, để cất tội lỗi của thế gian đi.
Có một câu chuyện thật xảy ra ở bên châu Phi, trong một lớp học, ở một cái làng nhỏ. Có nhiều giáo sĩ, giáo viên da trắng đến tình nguyện dạy trong một cái lớp học. Và họ không chịu nổi với những học sinh bản xứ rất là bướng bỉnh. Chỉ một vài tuần sau họ đã bỏ dạy và ra đi. Ngày nọ có một cô giáo tên là Sandina tình nguyện đến đây dạy. Trước hết là cô tham hết thảy các gia đình trong làng để động viên các đứa trẻ phải đến lớp học. Và có rất đông các em học sinh đến lớp vì chúng thấy cô giáo dễ chịu chứ không khó tánh như các nam giáo viên. Ngày đầu tiên cô viết lên bảng những cái tội thường xảy ra và quy định hình phạt kèm theo. Nếu mà chọc bạn với nhau thì sẽ bị đánh 10 cái roi trên tay. Nếu mà đánh nhau với nhau thì sẽ bị 15 roi. Nếu ăn cắp thì 20 roi. Rồi cô và các em phải làm cái bản cam kết là đúng cái quy định ấy. Và cả lớp đồng ý. Ngày học đầu tiên các bạn tố cáo em Justin ăn cắp bánh mì. Các bạn có được đói cho nên cũng ăn cắp bánh mì. Nhưng mà cô thấy rằng cái đó là cái tội. Cho nên Justin khi gọi đứng lên thì dường như em ngây ngang, không có sợ. Và em thẳng sàng lên cái bàn của giáo, đưa tay ra sẵn sàng chịu đánh 20 roi. Cần đảm ha. Nhưng lúc ấy cô giáo thay vì cầm roi đánh nó thì cô lại đưa cái roi cho Rostom và nói rằng vì cô là giáo viên mà không dạy được các em nên cô sẽ chịu phạt thay em. Bây giờ em sẽ cầm cái roi này và đánh vào tay của cô. Rostom hoàn toàn bất ngờ, thái độ nó thay đổi lập tức. Cả lớp cũng sầm sì kinh ngạc. Cô giáo đưa tay ngửa ra trên bàn và bắt buộc nó phải đánh. Rustin giơ cao nhưng mà đánh nhẹ xuống tay cô giáo. Nhưng mà cô giáo bảo rằng phải đánh mạnh lên. Và nó không thể nào, nó cũng ráng sức đánh. Đánh được vài roi thì nó òa lên khóc rồi chạy ra khỏi lớp. Cả lớp đều khóc và cô giáo cô Raina cũng khóc. Ngày hôm sau Rustin trở lại lớp xin lỗi cô. Một không khí hoàn toàn khác với lớp học trước đó. Mọi người yêu thương nhau. Những đứa cứng đầu nhất cũng đã sửa đổi. Câu chuyện này nói cho chúng ta thấy rằng Chúa cứu thế Giê-xu đến trần gian không phải để đoán phạt chúng ta, nhưng để gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Chúa đến trần gian không phải đoán phạt chúng ta, nhưng mà để gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ chịu chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Bao nhiêu năm chúng ta tin Chúa, bao nhiêu lần chúng ta kỷ niệm Chúa chịu thương khó, chúng ta có hòa nhập trong điều này với Chúa Giê-xu không? Chúng ta có biết rõ rằng tội lỗi của chúng ta Chúa Giê-xu phải gánh hay không? Chúa Giê-xu đã phải chịu lần đòn, lần roi, phải chịu những cái đấm, cái vả, cái sỉ nhục. Chúa Giê-xu phải chịu những mũi đinh. Và nhất là Chúa Giê-xu phải mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta trên thân thể vô tội của Ngài. Chúa yêu chúng ta quá, Chúa công bình quá. Và điều này cho tôi với quý ông bà, anh chị em thấy được cái tình thương vô đối của Chúa. Ngài gánh thay tội lỗi chúng ta. Và kết quả của sự gánh tội của Chúa Giê-xu cho chúng ta, để chúng ta được cái gì? Trong Roma đoạn 5 câu thứ 9 phần A và B: huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ là dường nào. Khi chúng ta được Chúa gánh tội thì Chúa thứ nhất là Ngài cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ. Cơn thành nộ của Đức Chúa Trời sẽ đến đoán phạt những kẻ vô tín, những kẻ không tin, những kẻ tội lỗi. Nhưng mà Ngài sẽ cứu chúng ta khi chúng ta ăn năn tội, khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ và chúng ta biết rằng Chúa gánh tội là gánh tội cho chúng ta. Phao-lô là một người trước kia sống không xứng đáng, nhưng từ khi ông hiểu biết Chúa rồi thì ông cũng thấy rằng
Ông muốn làm điều lành mà làm không được. Điều lành ông muốn làm thì ông lại làm điều dữ. Cho nên ông than lên rằng khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể mang lấy sự chết này. Rồi sau đó ông nói rằng cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Không ai có thể cất đi cái gánh nặng tội lỗi chúng ta cả. Chỉ có Chúa Giêsu đã gánh tội chúng ta rồi. Chúng ta tin vào cái sự gánh tội đó là gánh tội cho chúng ta, thì chúng ta sẽ được thoát khỏi cái gánh nặng tội lỗi đó. Cho nên qua đoạn 8 câu 1 của sách Roma thì ông Phaolô tuyên bố dõng dạc rằng cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Giêsu Christ. Ai ở trong Chúa Giêsu có nghĩa là thừa nhận rằng mình đã được Chúa tha, đã gánh tội cho chính mình. Trong gian đoạn 5 câu 24, Chúa nói rằng ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Sẽ không còn có sự đoán phạt nào ở trong những người nào đã bằng lòng ăn năn tin nhận Chúa Giêsu. Rồi thứ hai là được xưng công bình. Chữ xưng công bình này, đó là cái từ ngữ của tòa án. Đây là một hành động pháp lý của Đức Chúa Trời. Xưng một tội nhân là công bình, căn cứ trên sự công bình của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ là đấng công bình. Ngài đã thi hành sự công bình cho chúng ta. Và khi người nào thừa nhận cái sự công bình mà chúng ta có đây là do Chúa Giêsu, thì chính Chúa nói rằng Ngài là một có cái hành động pháp lý để xưng chúng ta là công bình, căn cứ vào sự công bình của chính Chúa Giêsu Christ. Ngài đã đến, Ngài đã chịu hy sinh cho chúng ta. Đây là sự tha tội mà Chúa ban cho người nào tin nhận cái công lao cứu chuộc của Chúa. Ấy trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Chúa. Trong Chúa Giêsu Christ chúng ta được cứu chuộc, được tha tội theo cái ân điển dư dật của Chúa đối với chúng ta. Và thứ ba là chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Như lần trước tôi nói, tội lỗi là làm ngăn cách giữa Đức Chúa Trời với con người, đến nỗi Chúa không nghe chúng ta, đến nỗi Chúa không cứu chúng ta. Vì cái tội lỗi như là một cái vật cản, như là đám mây đen để nỗi ngăn cách Đức Chúa Trời với chúng ta. Và khi chúng ta còn sống trong tội lỗi, tức là chúng ta thù nghịch với Đức Chúa Trời. Cho nên người sống bây giờ con người muốn chống lại Đức Chúa Trời, muốn làm cho mình bằng Đức Chúa Trời, rồi lại chống Đức Chúa Trời và không tin nơi Đức Chúa Trời. Nghĩa là kẻ làm kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Họ không biết rõ rằng tội lỗi đó là cái tội rất là lớn, vì họ không tin đến Chúa. Trước khi Chúa về trời, Chúa nói với các môn đồ rằng ta sẽ ban Đức Thánh Linh cho các người. Khi Ngài đến thì Ngài sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Rồi Chúa giải thích thêm về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi về cùng cha, và về sự phán xét, vua chúa thế gian này đã bị phán xét rồi. Về tội lỗi vì họ không tin ta, không tin Đức Chúa Giêsu đã chịu chết để gánh tội thế chúng ta, đó là một cái tội. Cho nên cái điều mà chúng ta cần là phải ăn năn tội để tin Chúa. Và chúng ta cũng muốn rằng làm thế nào để giúp đỡ cho người khác phải nhận biết Chúa Giêsu Christ, tin nhận Chúa Giêsu Christ để được sự tha tội. Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ cáo trách điều đó. Còn Chúa nói về sự công bình vì ta về cùng cha. Chúa nói rằng Ngài sẽ ban sự công bình chúng ta, bởi vì Chúa đã hoàn thành cái chương trình cứu rỗi. Ngài phải hy sinh, giáng sinh làm người, chịu hy sinh, chịu khổ, chịu đau đớn, chịu chết, rồi sống lại, rồi về trời. Nghĩa là cái chương trình để làm cái thực hiện cái đức công bình của Chúa đã hoàn thành rồi. Ngài đã ngồi vĩnh hữu Đức Chúa Trời, có nghĩa là người hoàn tất chương trình đó. Vì vậy khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì Ngài xưng chúng ta là công bình, căn cứ vào sự công bình của Đức Chúa Giêsu Christ. Trong đấng Christ thì chúng ta có được sự hòa thuận với Đức Chúa Trời nữa. Cho nên Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta, để rồi chúng ta sẽ được phục hòa với Đức Chúa Trời, nghĩa là không còn chống nghịch với Đức Chúa Trời nữa. Thưa Hội Thánh, tất cả những điều mà chúng ta có được ngày hôm nay, như là được cứu khỏi cơn thịnh nộ, được xưng công bình, được hòa thuận với Đức Chúa Trời,
được hưởng cái sự sống đời đời với Đức Chúa Trời. Đó là chỉ xảy đến cho người nào tin nhận Chúa, kể rằng Chúa đã gánh tội thay cho mình, kể rằng Chúa Giê-xu đã chết thay cho mình. Như sứ đồ Phao-lô đã nói rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, chẳng phải là tôi sống nữa, bèn là Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi sống trong xác thịt này, ấy là tôi sống trong đức tin của Đấng đã quyền phép, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Ước ao rằng trong lễ kỷ niệm đêm thương khó tối hôm nay, Chúa nhắc nhở cho tôi, nhắc nhở cho tất cả con cái của Chúa về đức thánh khiết của Đức Chúa Trời, về sự công bình của Đức Chúa Trời, về tình yêu của Đức Chúa Trời, và để có thể hòa nhập, để có thể chúng ta đến gần với Đức Thánh Khiết, Đấng Thánh Khiết đó, thì Chúa phải thực hiện cái đức công bình, là phải đến trần gian với tình yêu thương để chịu chết thế cho chúng ta, để đem chúng ta đến gần Ngài. Và khi chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa, thì Chúa sẽ tha tội chúng ta, Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ, Chúa xưng chúng ta là công bình, chúng ta được hòa thuận với Chúa Trời và nhận lấy cái sự sống đời đời mà Chúa ban chúng ta. Cầu xin Chúa ban ơn ở cùng dẫn dắt hết thảy chúng ta trong đêm kỷ niệm Chúa chịu thương khó này. Amen. Xin kính mời Thánh đồng đứng. Kính thưa Thánh, chúng ta vừa được nghe lời Chúa giảng ra về đề tài Chúa gánh tội cho loài người. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Giờ này chúng ta cùng đến với Chúa, dành thì giờ cầu nguyện. Hỏi chúng ta dành thì giờ để đến với Chúa và nói với Chúa về tình yêu của Chúa, về sự nhỏ bé của chúng ta, về những gánh nặng tội lỗi mà con loài người phải mang trên đời mình. Nhưng Chúa thương xót và Chúa đã gánh tội cho chính chúng ta. Chúng ta có vài phút đến với Chúa cầu nguyện riêng tư. Sau đó xin kính mời chấp sự Lê Đình Tín thay cho Hội Thánh cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ và lòng biết ơn vô biên vì tình yêu lớn lao lạ lùng của Ngài dành cho chúng con là những tạo vật của Ngài. Vì vậy chúng con không sống xứng đáng với tình yêu và sự thương xót của Chúa. Chúng con đã phạm tội cùng với tổ tiên chúng con. Chúng con đã trượt ngã trong những sai trật của mình. Và ngay cả những lúc chúng con thuộc về Chúa là con cái của Chúa, chúng con cũng biết nhiều lần nhiều cách chúng con đã không từ chối những sự sai trật, những tiếng nói, những tiếng gọi của thế gian, của bản ngã, của tư dục, mà Chúa con sống bất xứng với Ngài. Một lần nữa qua lời của Chúa, chúng con được nhắc nhở về tình yêu, sự xả thân, hy sinh của Ngài. Và không tiếc dâng chính thân thể Ngài và hy sinh đến giọt máu cuối cùng để tha thứ, để cứu chuộc chúng con. Hội Thánh của Chúa ngày xưa trong những thời kỳ đầu đã dành 40 ngày trước lễ kỷ niệm Chúa Phục Sinh để mỗi con dân Chúa xét mình, ăn năn về những sai trật trong đời sống và suy gẫm gương yêu thương tha thứ, dấn thân tột cùng của Chúa.
để chúng con học theo gương Chúa, rồi đời sống chúng con được sự thương xót của Ngài. Một lần nữa chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con, chính mình con cũng như các con dân của Chúa. Khi chúng con nghi ngẫm đến đấng gánh thay tội cho chúng con, Chúa ơi, xin Chúa thương xót để những tội lỗi nào trong chúng con đang còn cư trú, đang còn những nẻo khuất, xin Chúa cho chúng con thực sự ăn năn với Ngài, xưng ra với Ngài, hồi cho chúng con kinh nghiệm được sự nhẹ nhàng trong tâm linh vì đấng đã gánh thay chúng con và Ngài nhìn thấy bên trong chúng con. Chúng con sẽ không che giấu một điều gì nhưng xưng ra và từ bỏ để được sự thương xót của Chúa. Chúng con cũng biết rằng Ngài gánh thay cho chúng con để những khoảng cách giữa chúng con với Đức Chúa Cha được cất bỏ và chúng con được tự do đến gần Ngài. Ai trong chúng con được biết Chúa nhưng chúng con không kinh nghiệm những nối kết ngọt ngào, tươi mới sống động với Ngài. Chúng con chỉ giữ đạo như là những sinh hoạt của tôn giáo thay vì niềm vui vì được cứu. Hoặc có niềm vui vì được cứu nhưng chúng con không kinh nghiệm theo đuổi một đời sống thánh khiết, một đời sống yêu mến và làm theo lẽ thật. Xin Chúa nhân giờ này đụng đến chính mình con cũng như mỗi con dân của Chúa để cho chúng con thấy rằng không phải chúng con dừng lại trong sự cứu chuộc và vui mừng về điều đó, nhưng chúng con cũng yêu mến sự thánh khiết, yêu mến lẽ thật của Ngài để vâng theo, hầu cho đời sống chúng con và qua chúng con tình yêu của Chúa cũng có thể được giảm đến người khác. Chúng con cũng nhớ đến câu nói của Chúa rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Và hãy đến cùng ta, hãy học theo ta vì ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Trong cuộc đời chúng con, mỗi người đều có những gánh nặng, có thể là bệnh tật của chính mình, của những người thân yêu nhiều năm trôi qua mà không kinh nghiệm được sự chữa lành. Xin hãy cho chúng con kinh nghiệm là sự gánh thay của Chúa để chữa lành tâm linh chúng con. Và đồng thời có những trải nghiệm về thuộc linh không đồng đều giữa vợ chồng hoặc cha mẹ và con cái. Xin cho chúng con học theo Chúa, chấp nhận tất cả mọi điều xảy ra trong sự tin cậy rằng Chúa cho phép xảy ra và khi chúng con tin cậy Ngài, tìm kiếm Ngài, hạ mình, khao khát và thuận phục Ngài, chúng con sẽ kinh nghiệm những sự chữa lành trong tâm linh cũng như những điều làm cho chúng con tăng trưởng trong sự biết Chúa và bước đi với Ngài. Xin Chúa thương xót thăm viếng chúng con. Xin Chúa dùng những cơ hội này trong dịp kỷ niệm Chúa thương khó để nhắc nhở chúng con về sự hy sinh của Chúa. Điều gì trong đời sống chúng con vẫn còn nắm giữ cho chính mình quá nhiều thay vì để buông ra, để đầu phục Chúa, để có thể sống hy sinh, tha thứ, quên mình, để có thể sống cao thượng, để có thể sống thánh khiết và đầu phục Ngài. Xin Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con, mỗi con dân của Chúa trong giờ này và cho những lúc chúng con trở về nhà cũng vậy. Tình yêu Chúa thay đổi chúng con và lời của Ngài nhắc chúng con để tin cậy, yêu mến và vâng theo. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ở cùng chúng con thì giờ còn lại. Khi chúng con suy gẫm về sự thương khó của Chúa và việc dự thánh lễ tiệc thánh, thì dùng những điều này để nhắc chúng con trách nhiệm về tình yêu và rao tình yêu đó cho những người chung quanh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh đồng ngồi để cùng về lại miền đất thánh, nơi Chúa Giêsu ăn bữa tiệc ly với các môn đồ. Giờ này hội thánh sẽ được chiêm nghiệm tình yêu của Chúa qua lễ tiệc thánh. Kính thưa hội thánh, chúng ta sẽ hóa thân thành các sứ đồ ngày xưa để cùng ngồi với Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly này, nơi Chúa nói về sự hy sinh của Ngài, về thân thể Ngài, về huyết của Ngài để lập giao ước yêu thương với đời sống của mỗi chúng ta. Chúng ta hiểu được tâm tình của Chúa trước khi Chúa chịu thương khó. Xin kính mời mục sư. Kính thưa hội thánh, đặc biệt là các anh chị em thân hữu, những người đã nhận lời mời của chúng tôi đến đây tham dự chương trình lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó tối hôm nay. Trước khi chúng ta kỷ niệm sự thương khó của Chúa qua lễ tiệc thánh thì tôi xin có vài lời với các anh chị em thân hữu. Có lẽ chúng ta đã nghe rõ lời của Chúa qua một sự diễn giả rồi. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, nhưng Ngài cũng là đấng công bình.
và loài người thì phạm tội. Ai cũng có tội cả, và có tội thì đáng bị hình phạt. Cho nên Chúa Giê-xu đã đến để bày tỏ lòng yêu thương, thực hiện sự yêu thương, sự công bình của Đức Chúa Trời bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá, để khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được cứu. Có lẽ anh chị em cũng biết rồi, tin Chúa thì được Chúa tha thứ tội lỗi, được làm con của Ngài, được hưởng sự sống đời đời. Có một câu chuyện rất cảm động mà tôi muốn kể cho anh chị em thân hữu để có thể nhận biết tình yêu của Chúa dành cho mình. Có hai anh chị em kia yêu thương nhau, hai anh em kia yêu thương nhau lắm. Và người anh thì lo làm ăn, sống đạo đức, còn người em thì lại chơi với bạn bè xấu. Và rồi ngày kia nó chơi bời trác tán và lại phạm cái tội giết người. Nó giết người và nó chạy về nhà máu me đầy trong áo của nó. Và nó kêu: anh ơi, em đã lỡ tay giết người. Anh có cách nào có thể giúp em được không? Người anh bảo: em hãy cởi áo ra. Và anh cũng cởi áo của mình ra, đưa cái áo của mình cho em, và người em mặc cái áo đó. Người anh lại mặc cái áo đầy máu của đứa em. Và người anh bảo: đứa em đi vô giường nằm đi. Còn người anh cứ ngồi đó. Và sau đó cảnh sát đến thì họ thấy máu me đầy trên mình và đang tìm một thủ phạm. Cho nên người ta nói đây là thủ phạm giết người đây. Họ bắt người anh ở trong tù. Và trong tù thì người anh được có một cái ân hồng, đó là viết cái thư về cho gia đình, viết cho đứa em mình: em ơi, anh chết thế cho em. Và rồi khi người em nhận được bức thư của người anh thì nó nằm trên sàn, nó lăn lóc, nó khóc. Nó nói: anh ơi, anh đã chết thế cho em. Anh ơi, anh đã chết thế cho em. Và người anh ở trong tù, rồi sau đó bị tử hình. Người em rất xúc động. Kính thưa các anh chị em thân hữu, Chúa Giê-xu không có tội, nhưng vì tội của tôi, vì tội của tất cả anh chị em mà Chúa đã chịu chết. Cho nên bây giờ muốn được tha tội, hãy để Chúa gánh lấy tội cho chính mình. Ngài chịu chết thế cho. Và bằng lòng thưa với Chúa vài lời rằng: Chúa ơi, con tin Ngài, con mời Chúa ngự trong lòng. Và anh chị em đã có mặt ở đây, nếu anh chị em nào muốn nhận được sự cứu rỗi, xin mời tiến lên đây, tôi sẽ cầu nguyện giúp cho anh chị em để mời Chúa ngự trong lòng, để bày tỏ lòng tin để được sự cứu rỗi. Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Giê-xu vì chúng ta chịu chết. Chúa chịu chết thế cho chúng ta. Có anh chị em nào đang có mặt ở đây mà muốn đến với Chúa Giê-xu, xin mời tiến lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ anh chị em cầu nguyện với Chúa để nhận được sự cứu rỗi. Có còn ai nữa không? Có còn anh chị em nào nữa thì có thể tiến lên, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho anh em cầu nguyện mời Chúa ngự trong lòng để nhận được sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Tôi cầu nguyện cho cô. Có anh chị em nào nữa? Cô là tên gì? Quyên phải không? Quyên rồi. Cô Phan Ngọc Quyên. Trước khi cầu nguyện thì tôi nói vài lời. Chúng ta thưa với Chúa vài lời là chúng ta tin Chúa Giê-xu là đấng chịu chết đền tội cho mình và mời Chúa ngự trong lòng. Đó là điều mà cái nội dung chúng ta cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa tha tội cho mình. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cô cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đứng lên. Cô Quyên cầu nguyện theo tôi từng câu ngắn. Tin rằng Chúa đang nghe chúng ta cầu nguyện. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta cúi đầu nhắm mắt để tỏ lòng cung kính. Và cô Quyên cầu nguyện theo tôi từng câu ngắn. Chúng ta bắt đầu. Kính lạy Đức Chúa Trời. Giật micro nữa. Và em tên gì? Khang. Khang. Cô Quyên và Khang cầu nguyện theo tôi từng câu ngắn như nội dung tôi nói đó. Tin rằng Chúa Giê-xu chịu chết đền tội cho mình, mời Chúa ngự trong lòng để chúng ta được cứu. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Xin cầu nguyện theo tôi từng câu ngắn. Kính lạy Đức Chúa Trời. Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài. Con cảm ơn Ngài. Đã ban Chúa Giê-xu
đến thế gian này, chịu chết đền tội cho con. Con xin mời Chúa ngự vào lòng con, hướng dẫn cuộc đời con. Xin tha tội cho con, từ trong lời nói, việc làm và tư tưởng, để con được cứu, được làm con của Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Bây giờ tôi cầu nguyện cho cô Quyên và em Khang. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài tôi hôm nay có những anh em con đến đây nghe lời của Chúa qua chương trình lễ thương khó. Cô Quyên và em Khang bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu. Con xin dâng linh hồn và thân thể của hai anh em con ở trong tay của Chúa. Nguyện Ngài gìn giữ, gây dựng và làm cho đức tin anh em con vững vàng cho đến cuối cùng. Xin Ngài ban sức khỏe, ban sự bình an cho anh em con trong những ngày tháng sắp đến. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ tôi đọc Kinh Thánh để cho hai anh em biết rằng mình là con của Chúa. Kinh Thánh dạy rằng hễ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Như vậy ngay cái lúc mà cô Quyên cũng như em Khang cầu nguyện mời Chúa ngự trong lòng thì được Chúa ban cho địa vị làm con cái của Chúa. Xin Chúa ban phước cho các anh em. Bây giờ chúng ta xin kính mời an tọa, các anh em có thể trở về chỗ ngồi. Kính thưa Hội Thánh, trong thời giờ kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu, xin chúng ta cùng ca ngợi Chúa qua bài thánh ca số 100, Chúa mang thập hình. Xin chúng ta cùng hát ba câu liên tục thánh ca số 100, Chúa mang thập hình. Lên trên luôn. Ôi Chúa Giêsu đành mang thập hình, vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh, đem đức yêu thương mang ơn hòa bình. Ngợi khen Giêsu ta cùng lật Kinh Thánh ở trong Tiên tri Ê-sai thứ 53 câu 4 đến câu 6. Tôi xin đọc ở đây: Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta
đã gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ, nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Kính thưa Hội Thánh, 700 năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, Đức Chúa Trời đã dùng tiên tri Ê-sai viết nên Ê-sai 53 này, nói về sự thương khó của Chúa Giê-xu. Ở trong câu 4 thì chúng ta thấy rằng loài người có tư tưởng sai lệch, tưởng rằng Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho Chúa khốn khổ. Nhưng mà câu 5 thì thấy rõ cái mục đích của Đức Chúa Trời khi Chúa Giê-xu giáng thế làm người. Câu 5 chép: nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Như vậy Chúa Giê-xu đến, Chúa chết, Chúa đau khổ vì có tội lỗi chúng ta, chúng ta được Chúa tha thứ. Rồi bởi sự sửa phạt của Chúa chúng ta được bình an, bởi lằn roi của Chúa chúng ta được lành bệnh. Sự chết của Chúa có giá trị cả tâm linh lẫn thể xác của chúng ta. Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, đã bị giết từ buổi sáng thế, theo lời của Chúa dạy ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu 8. Trước khi sáng thế, Chúa đã chọn chúng ta, và Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời bị giết từ buổi sáng thế. Chúa Giê-xu không có tội, nhưng Ngài chịu chết vì tội của tôi, vì tội của quý ông bà anh chị. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Thái độ của chúng ta thế nào đối với Chúa? Không phải chúng ta ngồi đó để khóc than, để thương tiếc cho một đấng công bình mà phải chết. Kinh Thánh chép: Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Hội Thánh chúng ta có cái, mỗi người chúng ta nhận được một cái cạc như vậy, có ghi câu Kinh Thánh và ao ước chúng ta đọc, suy niệm và nhận biết tình yêu của Chúa dành cho mình, để chúng ta có cam kết với Chúa. Có cam kết với Chúa, chúng ta làm gì đây? Có một lời cam kết và được gắn ở tầng trệt, tôi xin đọc ở đây, và mong rằng mỗi chúng ta đều có cam kết với Chúa vì sự hy sinh lớn lao của Chúa dành cho mình. Tôi xin đọc cái lời cam kết bày tỏ cái tấm lòng của một anh em chúng ta trong Chúa. Viết như vậy: mùa thương khó năm 2023, trong tinh thần kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu thương khó, khổ nạn cùng cực vì con nguyện sống trong tinh thần biết ơn Chúa, sống xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho con. Đó có phải là cam kết của quý ông bà anh chị và tôi không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai: con nguyện rao ra danh Ngài cho những người chưa biết Chúa, những người con gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày. Con sẽ giới thiệu Chúa Giê-xu cho họ để con trả xong nợ yêu thương. Đó có phải là cam kết của quý ông bà anh chị và tôi không? Cam kết thứ ba: con sẽ luôn luôn xét mình để sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày và sống ích lợi cho Chúa mỗi ngày. Con, một nô lệ của Chúa Giê-xu. Chúa chết để cho chúng ta được sống, và Chúa sống để bảo đảm sự cứu rỗi cho chúng ta. Trong thời giờ này, mỗi chúng ta hướng lòng về Chúa và thưa với Chúa về sự cam kết của mình. Cái lời cam kết chúng ta có thể ghi ở đây, chập nữa ghi, hoặc là tối nay về nhà ghi, và bữa sau gắn ở cây thập tự ở dưới tầng trệt. Xin Chúa cho chúng ta bày tỏ thái độ của mình đối với Chúa một cách chân thành. Bây giờ xin chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện. Mỗi chúng ta đến với Chúa,
Xin Chúa thương xót chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta nhận biết tình yêu của Chúa lớn lao vô cùng và không có gì có thể đền đáp. Xin Chúa giúp chúng ta như lời Chúa dạy, hãy làm điều này để nhớ ta. Nhớ ơn Chúa để sống cho Chúa chứ không sống ích kỷ cho mình. Và chúng ta cũng xét lòng mình. Đồng thời chúng ta cũng trả xong sự hứa nguyện nói về Chúa cho những người xung quanh để bày tỏ lòng yêu thương đối với họ. Xin mỗi chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vô cùng. Bởi vì các tội lỗi của chúng con, của cả nhân loại mà Chúa Giê-xu đã đến trần gian, Chúa đã đổ ra cho đến giọt huyết cuối cùng để mua chuộc chúng con trở nên con dân của Ngài. Và trong danh của Chúa Giê-xu, chúng con hưởng được mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Cảm ơn Chúa vô cùng. Cha ơi, bởi chúng con mà Chúa Giê-xu đã chịu những lằn đòn chí tử, sự đau đớn cùng cực và bị Đức Chúa Cha từ bỏ trong thời giờ đau thương nhất ở trên thập tự giá. Cha ơi, chúng con cầu xin Ngài cho mỗi chúng con nhận biết tình yêu lớn lao Chúa dành cho chúng con, để chúng con biết ơn Ngài, sống xứng đáng với tình yêu của Ngài, và rồi cũng xét lòng mình có những lầm lỗi, những yếu đuối ở trong cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho chúng con hết thảy và giúp chúng con sống xứng đáng, sống đẹp lòng Chúa, sống theo ý muốn của Ngài. Và cha ơi, Chúa cũng dạy chúng con mỗi lần chúng con ăn bánh này, uống chén này, thì rao ra sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Lạy Cha của chúng con, xin cho mỗi chúng con cam kết với Ngài để sống cho Ngài, không sống ích kỷ, không chỉ nghĩ cho mình, không nghĩ đến chỉ gia đình của mình mà thôi, nhưng nghĩ đến bao nhiêu linh hồn đang đắm đuối ở trong tội lỗi và họ phải chết mất đời đời. Lạy Cha, xin Ngài nâng đỡ chúng con, xin gây dựng khích lệ hết thảy mỗi chúng con. Con là đầy tớ hèn mòn của Chúa. Con xin dâng bánh và chén này trong tay Cha. Xin Ngài dùng để khích lệ, để nâng đỡ mỗi chúng con trong bước đường theo Chúa và hầu việc Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng con phó dâng thì giờ trọng thể này trong tay Ngài và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, trong thì giờ này, có những con cái của Chúa lớn tuổi hoặc là đau yếu không đứng lâu được. Xin có thể ngồi xuống trong lúc này. Còn những anh em chưa chịu báp têm thì xin chúng ta chờ đợi.
vang lên Chúa đã ban, đi khắp nơi truyền giáo dạy Chúa. Với bao điều đắng cay, mọi nhục nhã Chúa cam chịu thế tôi, và tội lỗi Chúa mang ở trên đồi. Ôi tình yêu Chúa quá cao vời. Thank you.
Kính thưa Hội Thánh, trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu lấy bánh bẻ ra và phán rằng: Này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Bởi đức tin chúng ta hưởng được linh nghiệm trong quyền năng thăng báu của Chúa. Xin chúng ta cùng dự. Xin Chúa, Ngài hãy giúp
mạng lệnh Chúa đã ban, đi khắp nơi truyền giáo dạy Chúa ra. Đường khắp xa với bao điều đắng cay, mọi nhục nhã Chúa cam chịu thế tôi, và tội lỗi Chúa mang ở trên đồi. Ôi tình yêu Chúa quá cao vời, và tội lỗi Chúa mang ở trên đồi. Ôi tình yêu Chúa quá cao vời. Thưa hội thánh, sau bữa ăn tối rồi, Chúa Giêsu rót nước nho ra chén và phán rằng: "Này là huyết ta, huyết của giao ước mới đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Bởi đức tin chúng ta hưởng được linh nghiệm trong quyền năng huyết báu của Chúa Giêsu." Xin chúng ta cùng dựng. Xin chúng ta cứ đứng và xác quyết niềm tin của mình qua bài tin điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là đấng dựng nên trời đất. Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Bôn-sơ Phi-lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Thánh Linh, tin Hội Thánh phổ thông, sự cảm thông của Thánh Đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Trân trọng kính mời Hội Thánh an tọa. Chúa Giêsu buộc phải đi con đường thập tự. Trên con đường khổ nạn ấy, không biết bao nhiêu lần Ngài siêu tó gục ngã bởi sự đớn đau của thể xác và gánh nặng của thập tự giá đè lên thân hình đã tả tơi vì những ngọn roi đòn không chút xót thương. Nhìn xem ai đó vai mang nặng trĩu kia kìa, chân bước tó xiêu trăm chiều đau đớn. Kìa ai đang kéo lê thân đầy vết thương đau. Ôi chính Giêsu mang thập tự kia. Tình yêu của Chúa đã dành cho chúng ta, cái giá mà Ngài đã trả để cứu chuộc chúng ta cho đến muôn đời không bao giờ đền đáp nổi. Mùa lễ kỷ niệm sự thương khó của Chúa Giêsu cũng sẽ qua đi như bao kỳ lễ khác, nhưng cầu xin tình yêu của Chúa
luôn khuấy động lòng chúng ta, để chúng ta càng biết ơn Ngài, càng khát khao sống cho Ngài, tận hiến cả cuộc đời mình để phục vụ đấng yêu thương. Giờ đây con đến vâng theo lời phán gia truyền, thập giá nay con vui lòng mang lấy, nguyện mang cho đến khi Jesus Christ tái lâm. Nghe Chúa phán tuyên, con đẹp lòng ta. Nhìn xem ai đó vai mang nặng chiếu kia kia, chân bước ta siêu trong chiều đau đớn kia. Đang kéo lê thân đầy vết thương đau, ôi chính Giêsu mang thập tự kia. Này con vui mang thập tự theo ta, lặng nghe tiếng yêu thương ta gọi con, vì con ta đành hy sinh gánh lấy thập hình, vui chết thế cho các con. Này con, xem chân ta đầy đầy vết gai đầm, hồng lúng huyết tuôn nơi còn ghi dấu. Vì con
trên thế cho các con. Kính thưa Hội Thánh, khi Chúa Giêsu biết những ngày cuối cùng của mình không còn, Chúa đã đứng lên khỏi bàn tiệc, lấy nước và rửa chân cho các môn đồ. Chúa hỏi rằng: các ngươi có hiểu điều ta làm cho các ngươi chăng? Ngài nói rằng: ta là Chúa các ngươi mà làm điều này, thì các ngươi cũng làm như vậy cho anh em của mình. Chúa cứu chuộc chúng ta bởi sự chết của Chúa trên thập tự giá và kêu gọi chúng ta bước vào một con đường mới, sống cho Chúa và phục vụ anh em của mình, đem tin lành của Chúa, đem tình yêu của Chúa đến cho những người cần đến. Trước khi chúng ta kết thúc tất lễ, tôi xin gửi đến Hội Thánh một số thông báo. Chương trình kỷ niệm Chúa Phục Sinh với chủ đề Niềm Vui Trong Chúa Phục Sinh, diễn giả là mục sư Phan Văn Cử, Phó Tổng Thư ký Tổng Liên Hội. Thời gian được tổ chức lúc 6 giờ sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023, và chúng ta chỉ có một lễ. Xin Hội Thánh tiếp tục cùng tham gia tỉnh nguyện theo tài liệu tỉnh nguyện của Hội Thánh và chuẩn bị tấm lòng để chúng ta cùng đến dự chương trình lễ phục sinh của Hội Thánh. Chúng ta sẽ tiếp tục gửi xe tại trường Bạch Đằng. Giờ này xin kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện chung, hát tôn vinh chân thần, sau đó kính mời mục sư Nguyễn Ngọc Thuận lên máy vì âm chúc phước cho Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, để chúng con tha kẻ phạm tội lực cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song xin của chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển thuộc về Cha đời đời. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi Chí Cao, ban tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Cha, ân điển cứu rỗi dư dật của Đức Chúa Con và quyền năng sự thông công của Đức Thánh Linh ở với thảy mỗi một người chúng con. Xin giúp cho chúng con luôn luôn nhớ đến sự hy sinh của Chúa, để chúng con sống một đời sống đẹp lòng Ngài, hết lòng yêu mến Chúa, hết lòng để rao giảng tin lành. Danh của Chúa được cả sáng từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ chúng con tái lâm. Amen. Tất lễ
Xin kính chào quý con cái Chúa.